tâm trạng của mình như thế nào và mình đã có những cái chuẩn bị gì cho chuyến đi này hay cô ha? Trong cái chuyến đi này á, mình rất là thích bởi vì là mình sẽ được gặp Đức Thánh Cha và được mình được tham quan du lịch về Thái Lan, thì mình rất là hào hứng và chuẩn bị rất là chu đáo. Và hôm nay là bắt đầu được đi thì là mình cảm thấy là mình rất là vui. Cảm ơn công ty du lịch Việt đã tổ chức cái chuyến đi này rất là chu đáo và làm cho chúng tôi cảm thấy rất là vui. Chuẩn bị này, khi mà nhận được thông tin là trên Facebook của Chai Dân thì cảm thấy là thích là mà để mà đi. Tại vì đã đi khám một lần rồi, nhưng mà cái dịp này mình được gặp gỡ Chai Tấn Cha, đâm ra mình thấy là tiện hệ là đi luôn. Tất cả mọi người, không riêng một mình. Rất cảm ơn công ty du lịch Việt đã tổ chức chuyến đi này được tốt đẹp. Và rất nhiều người muốn được đi nhưng mà không đủ vé. Du lịch Việt, phục vụ bằng cả trái tim.